tôi đã phạm sai lầm. Lần đầu tiên em thấy trăng sáng vậy á. Cái mỗi lần mà nằm nhìn trời vậy á, tôi nhớ ông Hải quá. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Em yêu anh, anh đừng nói đến chuyện này. Chắc chắn là thất bại. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Nụ cười sáng trong cơn âm u, nụ cười nói thay tình tự. Ngày hạnh phúc anh có bên em muôn lần mới em già. Người yêu nhé an tâm bên anh, để anh dắt em vào tình. Để anh giữ em trong tay em, để anh thức trong nom cho em thấy bình yên lắm. Mềm trong chi anh như lá nhận thế nhé. Để nếu những cơn đau chưa tan thì rồi cũng sẽ chìm xuống đáy sông sâu an tình. Tình nhận thế nhé, nhẹ nhàng thế thôi, dịu dàng thế thôi. Tình anh nương theo đôi cánh bình yên về. Mày đi đâu mà sớm như vậy? Nó nói nó tập thể dục rồi nó đi chợ vậy mà. Cái gì đi tập thể dục là sao? Tự nhiên sao giờ này mê tập thể dục quá vậy? Anh đừng có quản thúc nó như vậy. Nó đâu còn là con nít đâu, cũng 19 tuổi rồi chứ bộ. Nhưng mà tao chưa muốn nó thoát khỏi sự kèm cặp của tao. Luôn mày nữa đó. Có biết chuyện gì chưa? Dạo này người ta đang dị nghị về nó đó. Cái gì? Có chuyện đó nữa hả? Mày thì biết cái gì? Tối ngày yêu với Đương, con em mày đang bị thằng nào lợi dụng đó. Em nghĩ chắc không có đâu. Bé Thủy nó ngoan hiền như vậy, đâu đi chơi bời gì. Mày làm anh cái kiểu gì mà mày chẳng biết gì hết. Cả xóm bây giờ người ta đang ầm ĩ về nó kìa. Người ta nói nó đang có bồ. Anh hỏi trực tiếp đó chưa? Hay là nghe thiên hạ người ta đồn? Bây giờ miệng lưỡi thiên hạ không có tin được đâu. Miệng cái gì? Nó tối ngày kiếm cớ đi ra ngoài. Tao để ý nó bữa giờ tao chưa nói. Tao nói thiệt tao mà biết thằng nào là tao cắt á. Cắt gì cha? Cắt cái lưỡi nó chứ cắt cái gì. Mà thằng nào mà xúc phạm em tao hay làm cái gì á là tao cắt luôn á. Hai anh đừng có quá lo. Nó đi ra ngoài đi chợ thôi, hoặc là gặp bạn bè của nó. Muốn cứ đi ra ngoài đi yêu đương hả? Không có chuyện yêu đương gì đâu. Tao nói mày nghe nè, tao có chứng cứ. Nó ra chỗ Thiếm Phi gọi điện thoại lén lút. Chắc chắn là gọi người đàn ông luôn á. Mày có chắc không? Tôi đang thu tập đầy đủ rồi, tôi nói cho ông nghe. Bây giờ ông hỏi tôi nói. Ông chủ, may quá ông chủ về rồi. Mọi người đang đợi ông chủ. Tôi biết rồi. Xin chào cả nhà. Sao anh về trễ vậy? Hôm nay là sinh nhật của em, anh không về sớm được hay sao? Anh xin lỗi vì có nhiều việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Vậy đó hả? À, giới thiệu với các chị, đây là anh Bách, là ông xã của tôi. À, đây là chị Út, anh biết rồi đúng không? Còn đây là chị Cơ, chị Ninh, là những người bạn ở trong nhóm từ thiện của em đó. Chào các chị,
Xin lỗi đã để mọi người đợi. Không sao, anh về là vui rồi đó. Bà, trước tiên con xin chúc mừng riêng hai ba mẹ. Con chúc mừng ba đã cưới được một người vợ rất tuyệt vời. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ mà trông mẹ cứ trẻ như con gái vậy. Mẹ là một người rất hiểu biết, có tri thức, chăm lo cho gia đình và đặc biệt là thương con cái hết mực. Ba còn trông mong điều gì hơn phải không ạ? Cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều nha. Thảo, em cũng đâu có thua kém gì mẹ đâu, phải không em? Cả con nữa, con cũng là một chàng rể tuyệt vời còn gì. Con cảm ơn mẹ. Có đúng như vậy không anh? Anh sao vậy? Anh còn mệt hả? Hay là thôi, anh vô rửa mặt đi, xong rồi ra đây với mọi người nha. Dạ, xin chào mọi người. Anh vô đi. Nè, trong khi chờ đợi á, hay là mình bàn cái vụ từ thiện ngày mai đi, để xem mọi người quyên góp được bao nhiêu rồi. À, cái vụ đó hả? Dạ. Thì tôi cũng kêu gọi được mấy người rồi đó. Anh Hải. Đang làm gì? Dạ đâu có gì đâu. Đang cầm cái gì ở đằng sau? Dạ em đâu có cầm gì đâu. Đang cầm cái gì? Cầm cái gì hả? Cái gì vậy ông Hải ơi? Nhanh lên. Làm cái gì mà la ông xùm chửi nó vậy? Có nghe không? Cái gì vậy anh? Suốt ngày cứ la nó hoài, để cho nó yên đi. Nó lớn rồi, cứ cư xử giống như nít vậy đó. Mày im đi. Mày nghe không? Đưa ra đây coi. Thôi đưa dẫn đi em, cái gì đưa đại đi mà. Trả lời cho anh biết, ở đâu có cái này? Từ sáng tới giờ đi đâu? Ai cho em? Anh hai, bình tĩnh đi. Từ từ để bé Thủy nó giải thích. Thủy. Em không có gì phải giải thích hết. Trời ơi, Thủy ơi. Có gì thì nói tụi anh nè, hàng xóm bây giờ đang dị nghị dữ lắm á. Chuyện gì thì nói ra, rồi tụi anh giải quyết giùm cho. Thấy không? Chứ không để mọi chuyện đi rắc rối lắm. Em không biết mấy anh đang nói chuyện gì nữa. Nói về cái người đàn ông mà em đang yêu đó. Anh hai ơi, nếu nó có yêu ai á thì cũng có gì đâu mà sai. Thủy, em đang yêu đúng không? Kể lẹ lên. Thôi đi, có gì đâu. Dạ phải. Có một người đàn ông đang yêu em, và em cũng yêu ảnh nữa. Mày hay. Ui, ông ơi. Hải, ông cái gì vậy? Quýnh em út hoài. Suốt này của ông hả? Bình tĩnh đi. Anh nói tiếp đi. Cái gì? Sao nữa? Tôi hỏi thiệt mấy chị nha, liệu số tiền mấy chị đi quyên góp có đến tận tay người nghèo thiệt không? Lâu nay á, tôi nghi ngờ mấy cái chuyện từ thiện này lắm. Anh yên tâm đi, tụi em làm đây á có chứng từ sổ sách bàn giao cẩn thận. Bao nhiêu năm nay vậy rồi, kinh nghiệm đầy mình mà anh. Tụi tôi làm á là làm việc theo nhà chùa, có quý thầy quý cô làm chứng. Anh đừng có nghĩ là tụi tôi làm ẩu vậy đâu. Đúng rồi đó. Mà anh á, em cũng hiểu anh sao nữa. Lúc nào cũng nghi ngờ hết trơn á. Coi như trong mắt ông xã tôi á, là cái chuyện gì cũng xấu xa hết á. Không hiểu anh luôn vậy đó à. Thôi mấy chị ngồi nói chuyện với nhà tôi. Hôm nay tôi làm việc quá sức, hơi mệt. Tôi xin phép. Em với anh tình cờ gặp nhau, rồi làm quen. Sau đó anh nói anh yêu em. Anh là người rất giàu có, nhưng không phải em yêu anh vì anh giàu, mà vì anh là người sống rất tình cảm, chăm sóc cho em giống như là ba vậy đó. Tại sao ngay từ đầu không kể cho tụi anh biết? Tụi anh lo làm ăn,
Với lại tụi anh đâu có muốn người đàn ông nào ở bên cạnh em đâu. Mối quan hệ của em với ổng như thế nào? Lên giường với nhau chưa? Anh hai, hỏi gì kỳ vậy? Nói anh nghe đi. Có chưa? Thôi, anh bình tĩnh đi. Em yêu anh, và anh cũng yêu em nữa. Nhà ông ở đâu? Em không nói. Anh có đánh chết em cũng không nói. Anh làm sao vậy? Anh không sao hết. Không sao? Vậy thì tại sao anh lại gây gổ với bạn của em chứ? Anh có quyền nói theo nghi ngại của mình. Không lẽ anh cũng không được phép? Từ trước đến giờ tụi em lúc nào cũng đi làm từ thiện như vậy, quá quen thuộc rồi. Tại sao anh lại gằn hỏi như vậy chứ? Anh không nghi ngờ gì bạn bè em. Nhưng cho anh hỏi điều này. Tụi em đưa tiền cho người ta, họ dùng như thế nào em biết không? Anh... Nhiều kẻ đạo đức giả đang dùng từ thiện để đánh bóng tên tuổi và kiếm lời. Tụi em mù quáng quá. Nè, em nói thiệt nha, anh đang gặp chuyện gì phải không? Thời gian gần đây anh không còn muốn quan tâm đến cái gia đình này nữa. Anh cũng không thèm về đây để mà ăn cơm tối với gia đình. Hỏi đến anh á thì anh nói là anh bận việc của công ty. Em gọi điện đến công ty thì nhân viên nói là anh không có ở đó. Vậy anh đi đâu? Anh làm gì? Anh đi với ai hả? Anh nói đi, anh đang gặp chuyện gì rắc rối phải không? Anh đang mệt mỏi, anh đi tắm đi. Anh... Khóc rồi đấy. Nhỏ sao rồi? Nó ngủ nãy giờ rồi. Mà thôi đi, anh đừng có la nó nữa. Chuyện thôi, từ từ mình tính. Phải coi thử là ổng với lại nó có yêu nhau cỡ nào. Tính thôi. Nãy giờ tao ngồi đây tao tính hết rồi. Bây giờ cho dù nó không bỏ ổng, tao cũng đã có cách. Mình bỏ xứ đi, tới chỗ khác ở. Ở đâu mà không kiếm tiền được. Lại là anh à? Có chuyện gì không? Tôi chỉ muốn nói chuyện với Hải Yến thôi à. Tôi rất là hâm mộ tài năng của Hải Yến á. Nhưng mà tôi bận rồi, đến lượt tôi biểu diễn rồi. Tôi biết rồi. Hải Yến ơi, có thể sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn được không? Tôi bận lắm, không có nhiều thời gian để mà đi hẹn hò với anh đâu. Hải Yến, anh nhất định sẽ có được em. Cảm ơn anh, tôi đi đây. Từ lâu quên hát tiếng ca xin đời cho loài phù dung nỡ khi em chưa mở mắt. Tóc sẽ xanh cho đời già. Xin lời nói mẹ nhắn con đi viện xứ. Cuộc đời nào đó anh sống và chết trong cô đơn. Xin sẽ không có chi nhau hơn. Trùng khơi sáng sớm tiếng ca âm thầm đi về biển khơi thấp. Em đang đọc sách, anh ngủ trước đi. Tại sao em không thể giống mẹ? Dù không vui nhưng vẫn luôn niềm nở. Sao em không thể bỏ qua những chuyện đó? Đâu có dễ. Anh luôn ở bên và nhắc em nhớ lại chuyện cũ mà. Chị đừng như trắng miệng vậy đó mà.
Ủa, chào mọi người. Hey. Ba chưa ngủ hả? Ba chưa buồn ngủ. Ba chỉ có quyền tới đây để chào mọi người chứ. Thằng gì hả? Dạ xin lỗi mợ. Tại ông cứ đòi, ông la hét ông đòi xuống đây cho được. Xin lỗi. Hay là con nghĩ là ba là tàn tật rồi, ba không có quyền giữ những buổi tiệc sang trọng trong cái nhà này hả? Con mắc cỡ gì ba sao Lan? Kìa ba, sao ba nói gì kỳ cục vậy? Chẳng qua là tại vì hôm nay đông người nè, rồi con sợ là mọi người ở đây nói những cái chuyện mà ba không có thích, cho nên là con mới kêu chị Én á là dọn cơm để cho ba ăn ở trong đó thôi, chứ con đâu có nghĩ như vậy đâu nè. Ba làm cha mà, ba hiểu tính nết con gái ba quá mà. Ba cho chết đâu con ơi, ba còn sống thì ba chống mắt ba coi á, con đối xử với mọi người như thế nào, thấy không? Không à, dạ tôi xin lỗi. Không à. Hôm nay không còn gì để nói. Suốt kiếp thế nhân, mắt người xanh biển hoang, những tiếng hát bay qua, một mai rồi sẽ nhưng tôi yêu Thủy. Tình yêu thì đâu có phân biệt tuổi tác. Thôi đi ông đừng có xạo. Nó còn nhỏ mà nó biết cái gì mà yêu chứ được. Ông lớn tuổi ông dụ nó thì có đúng không? Anh Hải, anh hứa là không gây lộn mà. Anh Hải bình tĩnh đi, để coi có chuyện gì. Tôi đồng ý gặp các anh cũng vì Thủy. Nếu tôi đưa Thủy đi chỗ khác thì các anh cũng chịu. Có phải ông là người chuyên đi dụ dỗ những cô gái còn trẻ, con nhà nghèo để lừa gạt người ta đúng không? Tôi không phải là một kẻ cơ hội. Tôi cũng không có ý định lợi dụng ai. Vì tôi yêu Thủy, tôi sẵn sàng chứng minh bằng hành động của mình. Ông chứng minh bằng cách nào? Tôi sẽ cưới Thủy, không phải vì ép buộc, mà đó là điều tôi muốn làm nhất lúc này. Là đám cưới với nhỏ Thủy hả? Cuộc đời của tôi, tương lai của tôi, tất cả những gì của tôi đều là của Thủy. Tôi có làm điều gì sai trái, tôi sẽ sửa chữa. Cái gì? Đợi ông biết ông làm cái gì sai rồi còn sửa chữa nữa hả? Thôi dẹp đi, đi về. Qua, đi về. Về đi mày. Đi. Anh thương em thiệt lòng, em cũng vậy. Anh hứa là sẽ cưới em, chắc chắn là anh sẽ giữ lời hứa. Cưới cái gì? Anh không có tin vô mấy thằng cha già sành đời đó đâu. Anh nói rồi đó nha, chấm dứt mối quan hệ với ổng đi. Không làm được á, tụi anh dọn nhà đi chỗ khác ở, không có ở đây nữa. Nhà thuê mà sợ cái gì? Trời ơi ông Hải ơi, cái chỗ này mình gầy dựng bao nhiêu lâu mới được như vậy, bây giờ nói dọn đi là đi sao? Im đi mày. Mày mê tiền vừa phải thôi. Tiền hơn hay em mày hơn? Mày mà để em mày dính vô cha già đó là tan đời luôn đó. Làm gì ông dữ vậy ông? Thì coi chứ chung là ba cái yêu đương nhăn nhít để vài bữa cái là nó hết rồi, nó chán à. Đúng không Thủy, bây giờ em nói đi, em quen ông gì tiền đúng không? Anh nghĩ ai cũng giống anh, chỉ vì tiền thôi sao? Cái con này. Nếu vậy thì anh phải ủng hộ em mới đúng. Vì em nghe nói anh Bách rất giàu. Ủa vậy à, nhà chú giàu lắm không em? Giàu sao? Có được thư nè. Tao giàu sao mày hỏi chi mày? Hả? Tao quan tâm đâu làm dữ hả? Ủa mà chú. Anh Hải, em cũng biết, em cũng biết rõ lắm. Nhưng mà em nghe anh nói anh có một cái resort gì đó ở ngoài ô lận. Cái gì? Có cái resort luôn á hả? Vậy là vô rồi. Anh thôi đi. Nếu như mà ông đó ông giàu có
thương con Thủy thật sự, muốn cưới là em đồng ý luôn. Biết đâu họ yêu thiệt nhau sao? Mấy cái thằng trai già hết xíu quách đó, yêu thương con mẹ gì. Mày dẹp đi, đừng nghĩ tới chuyện mà lợi dụng người ta. Lợi dụng gì đâu, ai lợi dụng gì? Thì người ta yêu nhau thì để người ta cưới nhau chứ lợi dụng gì, đúng không? Em thấy cái chuyện giàu nghèo á không quan trọng đâu. Chỉ cần á ông yêu con nhỏ Thủy và lo lắng nó chu đáo là được rồi. Đó, anh thấy chưa? Đâu phải mình em nói đâu, thằng này cũng nói, có mình anh là không chịu thôi à. Thôi thôi thôi, dẹp hết đi, không có nói nhiều nữa. Nghĩ ngay cách dọn nhà đi chỗ khác. Tao không có đồng ý em gái của mình lấy thằng cha già mà đáng tuổi cha của nó. Đó, anh ơi, anh muốn đi đâu anh đi, tôi ở đây. Mê tiền đến kiểu đó hả? Mê gì mê? Hồi xưa giờ cái nhà này là tôi lo tiền không à. Mấy cũng tôi hết trơn á. Nói bà cung Thủy nhà mình là công chúa hả? Lựa với chọn. Cưới được thì cưới luôn đi. Tự nhiên. Em thấy nếu như ông đó chưa có vợ mà giàu có nữa thì tốt chứ sao đâu ạ? Đúng. Đang nhậu mày đi đâu mày? Em vô thay đồ, đi một chuyện xíu. Đi mấy cái bà làng dưới đây nè. Cái thằng làm như mày hay lắm. Tóc lên đời. Được. Vô. Sao? Anh định rủ tôi đi đâu? Đi tới bất cứ nơi nào luôn. Chỉ cần hãy đi cùng là được. Sao mấy nơi lắm mà là bên vỉa hè đúng không? Mà Hải Yến có sợ nghèo khổ không? Anh nhìn xung quanh ở đây xem có ai không sợ nghèo không? Ừ. Tôi sẽ không để Hải Yến bị khổ đâu. Anh, có chuyện gì vậy? Anh đang nằm mơ đó. Vậy à? Anh đã kêu tên một người mà hình như là phụ nữ. Là ai vậy? Anh à, hồi này anh lạ lắm nha. Anh cau gắt với tất cả mọi người, ngay cả bạn của em, ngay trong bữa sinh nhật của em nữa. Rồi bây giờ lại gọi tên một người phụ nữ. Như vậy là sao? Thôi ngủ đi, anh mệt lắm. Anh à, anh ngồi dậy nói chuyện với em đi, em khó chịu lắm. Em muốn nói chuyện gì? Để anh yên được không? Không có người đàn bà nào hết. Em đang tưởng tượng ra đó. Mà anh có nhiều việc phải làm. Anh đang mệt mỏi lắm. Nếu như anh mệt mỏi thì chúng ta sẽ đi du lịch nha. Anh cần phải chia sẻ với em. Em có cho anh cơ hội đâu. Em không cho anh đụng vào người của em. Vậy thì em cứ sống theo cái ý của em thích. Để anh yên đi. À, anh à, con cái của chúng ta đã lớn rồi, mà ở tuổi như chúng ta bây giờ phải sống khác đi chứ. Lỡ đâu con cái nó thấy nó cười đó. Mà các cụ ngày xưa cũng vậy, ở tuổi này á là họ đã ngủ riêng rồi. Được, anh sẽ ngủ riêng phòng khác để em giữ gìn đạo hạnh. Nếu như mà ông bắt ông vào như vậy á, anh sẽ đồng ý.
Anh chỉ quan tâm đến tiền của ảnh thôi sao? Anh là người thực tế, không phải là cái thằng đẻo giả như là em nghĩ đâu. Nếu bây giờ em yêu đương với ổng á mà không nghĩ tới chuyện tiền thì đừng có mơ đi cái hạnh phúc hết á. Bởi vì cái hạnh phúc đó sẽ qua rất là nhanh. Ổng già quá mà, em hiểu không? Sau đó em phải đối mặt với một cuộc sống là cơm áo gạo tiền. Nếu người ta yêu nhau, không vì lý do gì người ta phải xa nhau. Mày nói chuyện như một đứa con nít không có hiểu biết cái gì hết trơn. Ngày xưa khi mà ba mẹ mất vì tai nạn xong á, ai lo đi kiếm tiền? Tao nè. Có nhiều bữa mà tao kiếm một đồng để mua rau tụi bay con ăn còn không có nữa. Đừng có mà hả cao đạo dạy đời cho tao. Nhưng mà anh Hà không nghĩ như anh. Thằng đó biết cái gì? Thằng đó tối ngày chỉ là yêu đương những cái y chang như mày vậy đó. Trên đời này cái gì cũng do tiền quyết định hết. Nhưng em không nghĩ như vậy. Cuộc đời mỗi người sẽ có một cái lý tưởng để mình đấu tranh. Tụi bay thì đấu tranh cho cái chuyện mà tình yêu. Còn anh đấu tranh cho chuyện tiền. Bây giờ nếu như em lấy được ông Bách, ông giàu có đàng hoàng thì mày đổi đời. Đừng có mà nói suy nghĩ tào lao nữa. Nhưng anh Hải không nghĩ như anh. Ông đó thì để tao giải quyết, tao thiếu bà ông. Em rất kính trọng anh Hải. Em không muốn làm anh lo lắng. Nói như vậy thì mày đâu có yêu đương gì ông Bách. Em yêu anh Bách giống như là cuộc đời của em vậy. Nhưng mà em không có quyền bắt các anh phải lo lắng cho em. Thằng Hà nó về chưa? Chưa. Vậy là nó đi từ đêm qua tới giờ chưa về đó hả? Ừ. Mày điện thoại kêu nó về ăn sáng rồi còn đi làm nữa. Riết hư quá. Dạ, thưa ông chủ kêu tôi. Chị cho dọn đồ tôi qua phòng khác. Tôi muốn ngủ một mình. Dạ thưa, tại sao vậy ạ? Có chuyện gì à? Chị cứ làm theo lời tôi. Đừng hỏi nữa. Dạ dạ dạ, tôi sẽ đi làm liền. Làm liền ạ. Cuộc hôn nhân này đã kết thúc kinh tâm. Thời gian còn lại, anh sẽ chỉ dành cho em thôi Thủy ạ. Cho dù các anh của em và cả thế giới này phải, anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Chị, tối hôm qua hình như ba mẹ cãi nhau á. Cả đêm ba ra phòng khách ngủ luôn. Ồ, chắc là ba mẹ cãi nhau vì bữa tiệc tối qua đó. Ba không có thích mấy người bạn của mẹ. Ôi, em thấy có gì đâu. Ba khó chịu quá chi. Em á hả, lúc nào cũng muốn nhà mình có người đi ra đi vô. Chứ nghĩ sao vậy? Nguyên cái chỗ rộng lớn vậy, có mấy mẹ con mình cứ đi tới lui chán chết được luôn á chứ. Em chưa ước sao mà có người đi ra đi vô thiệt là nhiều. Đàn ông thì càng tốt, mà đàn ông đẹp nữa là càng số dách luôn. Ê, bộ em muốn có bạn trai rồi hả? Bộ chị thì không chắc. Chị không thích trai đẹp hả? Chị biết, chị biết là mình không có xinh đẹp như chị Thảo và em. Cho nên chị không có dám trèo cao. Trèo cao té đâu. Chị an phận. Chị nghĩ gì kỳ quá vậy? Mọi chuyện tốt đẹp cũng sẽ đến với chị thôi. Em nghĩ hôn nhân sẽ giúp cho con người ta hạnh phúc hả? Ừ. Không có đâu. Như chị Thạch Thảo đó, chị ấy không hạnh phúc như những gì chị ấy thể hiện đâu. Chị Thảo không có hợp với anh Phát đâu. Em không muốn đến nhiều buổi gặp mặt đó. Sao nói mãi mà anh không chịu hiểu vậy? Em phải đi với anh, chứ anh không đến đó một mình đâu. Với lại ai đi người ta cũng có đôi hết mà em. Không lẽ đi đâu anh cũng tha em đi? Mà trước cho em biết là có rất nhiều cô gái thích anh đấy nha. Họ ngưỡng mộ anh lắm đấy. Anh đang dọa em đó hả? Không, anh chỉ nói một thực tế thôi. Với lại em đừng có ép anh làm điều gì không hay. Và dường như em đã quên mất là mình đã lấy nhau, ngay cả trên giường ngủ. Anh cứ làm những gì em muốn đi. Em chỉ mong anh hiểu cho em thôi.
Anh cũng biết tất cả mọi chuyện của em trước khi quyết định lấy em mà. Thôi được rồi, vậy anh sẽ không ép em nữa. Nhưng anh sẽ phải nói chuyện với ba mẹ rõ ràng. Em có muốn để ba mẹ biết thực chất về cuộc hôn nhân này là gì không? Anh muốn lôi ba mẹ vô những chuyện này lắm hả? Anh chỉ làm điều cần làm thôi. Mẹ sẽ không dễ dàng như anh đâu. Và chắc chắn mẹ sẽ bắt em phải học cách làm vợ này. Được rồi, em sẽ làm những gì em muốn. Ông thử dám nói lại một lần nữa không? Tôi không để ông là hàng xóm của tôi đâu nha. Nha, vừa phải thôi. Tao xạo với tụi bay hồi nào? Không tin mình đi hỏi khai sớm này coi, người ta nói sao? Sao tự nhiên qua đây gây sự với chồng tôi? Ông nói đúng đó. Đúng cái gì? Tự nhiên cái chú thím này đặt chuyện, đi đồn chuyện mấy thị vậy đó hả? Hả? Đặt chuyện hồi nào? Hả? Ngày nào nó lại hôm qua đây gọi điện thoại? Nghe cách nó nói chuyện là biết liền chứ gì? Tôi nói cho mấy chú biết là để mấy chú về nhà, mấy chú coi lại em mình sợ nó bị lừa. Không cảm ơn thì thôi, còn kiếm chuyện với người ta nữa. Nhưng mà thằng con của chú có nói cái ông đó là ai không? Làm sao mà nó biết? Chắc nhà giàu lắm, đại gia đó. Mà bây giờ có gái đẹp, bây giờ nó đi chơi đại gia chứ đâu đi chơi mấy nghèo đúng không? Nè chú vừa phải, chú lớn chứ được ăn nói kiểu đó nha. Chú vừa phải, chú nói em gái tôi là cái bao đó hả? Ta nói nào? Chú ơi, nói tôi thử thôi đi. Cậu không có được quá đáng không? Chồng tôi hơn cậu 30 tuổi lần đó. Nè, con xin chú thím á, đừng có nói ra nó vô nữa. Cái chuyện này á, để về anh em con nói với bé Thủy. Con nói cho chú thím biết nha, đừng có đụng tới em gái con một lần nữa, không có yên đâu á. Vậy anh. Hồ đồ. Con nhỏ nó không có hạnh phúc thiệt. Ba nói gì vậy? Con Thạch Thảo, càng lúc ba lại càng chắc chắn là nó không nên lấy thằng Phát. Mà tại sao con lại ép duyên nó như vậy? Bây giờ nó bất hạnh, nó không hạnh phúc là hoàn toàn do lỗi tại con. Ba à, ba sai rồi. Thực ra hai đứa nó đang rất hạnh phúc. Không đúng. Đêm nào mà tụi nó không cãi nhau, dù mới cưới nhau chưa được đầy một năm nữa. Hơi, cuộc hôn nhân nó như trò hề. Ba nói cái gì mà trò hề vậy? Tụi nó yêu nhau, tụi nó đến với nhau rồi tụi nó lấy nhau tự nguyện mà. Hay là con mua chồng cho nó? Mua chồng để che giấu thảm kịch ngay cái đêm mà con Thạch Thảo nó phải gánh chịu. Ba, ba nói cái gì vậy? Tại sao ba cứ nhắc lại mấy cái chuyện cũ hoài vậy hả? Nè, con nói rồi nha, con không có để cho ba lảm nhảm mấy cái chuyện đó nữa đâu. Vậy con bịt miệng ba bằng cách nào? Con mua chồng cho nó rồi đó, con liệu con có mua chồng được cho hai đứa nữa không? Hả? Tụi ba... nó cũng đang sắp tới tuổi lấy chồng á. Ba nha, con hết chịu nổi ba rồi đó. Không ai chịu nổi con thì đúng hơn. Ngay cái thằng Bách chồng con vậy đó, mà nó cũng xa lánh con, không chung phòng với con. Thằng Bách nó tốt như vậy mà nó cũng sợ con. Một ngày nào đó, nếu nó có một người đàn bà khác thì cũng đừng có ngạc nhiên. Ba! Tôi thề là sẽ chịu mọi trách nhiệm về quyết định của mình. Anh nghĩ là tôi đứng nhìn và chấp nhận để anh đưa Thủy ra khỏi đây sao? Ông có biết là ông đã làm cho anh em tôi nhục tới cỡ nào không hả? Bây giờ tất cả hàng xóm của tôi á, đi đâu cũng nghe họ bàn ra tán vào chuyện em gái của tôi. Họ nói nó là gái bao, cặp kè với đại gia. Tôi nghe vậy tôi gây lộn với họ, xém đánh nhau với họ nữa đó. Và bây giờ tôi không thể nào ở chỗ đó được nữa. Chuyện đó đơn giản thôi. Tôi sẽ đưa các anh và Thủy đến một nơi khác sống tốt hơn. Các anh có thể làm ăn ở đó. Bộ ông nghĩ tôi dễ dàng bán em gái của mình cho ông hả? Đừng có làm tụi tôi nhục thêm nữa. Anh đủ ơi, rồi. Anh đừng có nói vậy mà. Tôi nói cho ông biết, bây giờ có một núi vàng, anh em tụi tôi cũng không cần đâu. Nói vậy đủ rồi. Đi về. Đi về. Nhanh.
Cần gì? Em có thể hỏi ba mượn thêm giúp anh một ít tiền được không? Em muốn đầu tư vào công ty của bạn. Sao anh không hỏi trực tiếp ba? Mọi hôm anh vẫn mượn tiền của ba mà. Thì anh cũng vừa hỏi xong đó. Nhưng mà ba cứ càu càu khó chịu. Anh không hiểu dạo này ba bị làm sao nữa. Vậy tiền vốn của tụi mình đâu? Thì anh đã nói với em là mình mất hết vào chứng khoán rồi còn gì. Em ghét ba cái trò đó, như chơi bạc vậy. Anh lên đây là muốn nhờ em vay tiền, chứ không phải nhờ em chỉ bảo anh. Chị An. À, dạ, ông chủ. Chị đã vào phòng cho tôi chưa? Dạ thưa chưa ông chủ, mợ không có cho phép. Ông chủ thông cảm cho tôi chứ bây giờ tôi không biết làm theo ý của ai nữa. Là ý của em đó. Em với anh sống với nhau bao nhiêu năm rồi, đã có ba mặt con rồi. Mà tại sao bây giờ anh nghĩ đến chuyện phải ly thân chứ? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh đừng làm lộn xộn thêm cái gia đình này nữa có được không hả? Em đã quyết định rồi. Chúng ta vẫn sống như vậy. Không có chuyện chia hai phòng ra. Quyết định như vậy đi. Tao đã quyết định rồi. Mày không muốn thì cứ việc ở đây một mình. Tao sẽ dắt thằng Hà với con Thủy đi. Trời anh ơi, bộ anh nghĩ bây giờ tách ra đi xa vậy là tách được ông Thủy với lại ông ta hả? Không có đâu. Mà mỗi lần mà mình đi như vậy á, mình làm lại từ đầu rất là mệt mỏi, giống như là dân du mục, anh hiểu không? Mày đừng có bàn ra giùm tao một cái, tao đã quyết định rồi. Dọn tới chỗ khác ở yên tĩnh hơn. Chỉ có như vậy mới tách được hai người ra thôi. Mình thì đàn ông sao cũng được, nó thì khác. Với lại á, tao làm như vậy là để tách thằng Hà với con nhỏ ca sĩ đó ra đó. Bây giờ anh tính dọn đi đâu? Bộ anh nghĩ đi đâu cũng được hả? Mày đừng có nói nhiều quá. Đi kêu hai đứa nó về đi. Hai anh ơi, có chuyện rồi nè. Hai anh. Cái gì? Xuống lẹ lên. Cái chuyện gì vậy? Có chuyện rồi nè. Gì hả? Thôi nó bị sao vậy? Hả? Gì hả? Hí, em ra tới đầu hẻm á, thấy nó nằm xỉu. Chắc là bị trúng gió hay sao á? Thì bước tóc mày, bước tóc mày. Mày đưa nó vô nhà. Nhưng mà nó xỉu với tóc mày, tỉnh mà. Bước tóc mày bây giờ. Thủy, nè, uống nước đi em. Có chuyện gì thì nói, để tụi anh biết. Em có thai rồi. Em gì mày nói cái gì? Em có thai. Có phải có thai với ông già đó không? Dạ, mời ông chủ uống cà phê. Dạ thưa ông chủ. Có chuyện gì hả chị? À, dạ thưa, tôi tìm thấy cái hình này
ở trong cái túi áo vest kia như giặt ủi. Có ai biết chuyện này không? Dạ thưa không, chỉ có một mình tôi biết thôi. Cảm ơn chị nhiều. Alo, anh nghe đây. Ba, con có chuyện mà nói với ba. Ba đang vội, để hôm khác đi. Có một người bạn đang cần ba giúp, ba phải đến đó ngay. Vậy đi nha. Đấy, em thấy không? Ba lúc nào cũng như bị ma đuổi ấy. Bây giờ gặp ba còn khó hơn là gặp vua ngày trước nữa. Không hiểu nhà này bị làm sao nữa. Càng ngày càng nhiều chuyện, hết chịu nổi rồi. Đến ông ngoại thì cứ bóng gió chuyện anh ăn bám nhà em. Anh đừng có để ý những gì ông ngoại nói được không? Chẳng lẽ anh lại đi chấp nhất một ông già 80 tuổi phải ngồi xe lăn à? Anh rất quý ba mẹ em, cũng như quý hai em của em. Nhưng anh sẽ rời khỏi đây đến khi nào anh đủ tiền mua một ngôi nhà riêng. Mẹ sẽ không cho em ở nơi khác đâu. Ba mẹ dư tiền mua nhà cho em, nhưng mà mẹ chỉ muốn em ở đây thôi. Thế đến bao giờ mình mới có một cuộc sống riêng? Anh sẽ nhờ ba vậy. Sao cứ phải nhờ ba? Thì bây giờ còn ai có thể giúp mình ngoài ba nữa hả em? Nhưng ba bây giờ khác trước lắm. Chẳng mấy khi mà thấy mặt ba ở resort cũng như ở nhà kìa. Đúng ra là tôi sẽ không bao giờ tới đây gặp ông một lần nữa. Nhưng mà ngày hôm nay vẫn quyết định tới để gặp ông, để biết coi tình cảm của ông dành cho em gái của tôi là như thế nào. Tôi yêu Thủy và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cổ. Tình cảm của ông dành cho nó là thiệt chứ? Chắc chắn. Thủy là tình yêu duy nhất của tôi lúc này. Ông vẫn còn độc thân hả? Tôi nghe em gái của tôi nói là ông ở với mấy đứa cháu đúng không? Đúng vậy. Ủa vậy cái chỗ ở đó ở đâu? Tôi đang ở một khu resort ngoại ô. Còn cái nhà này sao? Đây là căn nhà tôi mua riêng cho Thủy và tôi. Tụi tôi sẽ ở đây sau khi đám cưới. Ông thiệt lòng muốn cưới em gái tôi hả? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho Thủy, nhưng các anh cứ cố cản. Thì ông cứ làm đi. Bây giờ anh em tôi không có cản nữa. Ừ, cưới càng sớm càng tốt. Tôi rất vui khi anh nói điều này. Nhưng cho tôi hỏi, tại sao các anh lại đổi ý? Tại vì nó có thai. Nó đã có con với ông rồi đó. Chúng tôi không muốn đứa con đẻ ra mà không có cha đâu. Đúng vậy, cưới càng sớm càng tốt, trước khi cái bầu nó bự, để khỏi làm ảnh hưởng đến em gái của tôi. Ừ. Bây giờ ông cứ chuẩn bị đi, 2 tuần nữa đám cưới vẫn được. Nhưng mà tụi tôi chỉ cần tiệc cưới đơn giản, không cần lớn lắm.